chuyện ngày xưa. Anh ơi, hết rồi, chẳng còn chi nữa đâu anh. Yêu thương như nước trôi qua cầu, như đàn trôi cùng sông. Còn gì nữa đâu? Tôi thề tôi chẳng. Dạ vâng, em xin chào các bác đang theo dõi kênh của bên Nguyên Vũ Audio. Đấy, thì hôm nay nhà em lên cho các bác một cái bộ dàn mini để về các bác có thể là kê phòng khách này, phòng ngủ này. Đấy, hay là có thể kê ở công ty hay là công xưởng làm việc nào đấy. Thì nói chung là cứ với cái diện tích khoảng từ 15 đến khoảng 25 mét vuông là các bác nghe thoải mái nhá. Đấy. Thì đây đang phối giữa con X7A và con loa B7. Đấy, dòng loa của nó được rất là nhiều các bác thích này, bởi vì cái chất bát nó sâu chắc và đánh rất là sạch tiếng. Về kích thước của bát loa thì loa là trang bị bát là bát 13 màng carbon gần xếp các bác nhé. Tép thì nó là dòng chép đom rồi. Kích thước của vỏ thì nó là rộng 15, sâu là 23.5 và chiều cao của nó này là 24. Đấy, thì đấy là về phần kích thước. Cây căng thì em để trên lóc máy này nhá. Về công suất của máy này các bác này, công suất của loa B7 được trang bị công suất là 70W một loa, trở kháng tương trước là 4 ohm. Đấy. Số seri rất đẹp này. Đấy. Phát lộc này, hai số cuối này, phát lộc này. Đấy. 8986, số seri rất là đẹp luôn. Về công suất của con loa này, con X7 này thì trên máy được trang bị như là đường quang này, quang thì được trang bị tới hai cổng. Đó là cổng in là bên trái, out là phải. Bên cạnh cổng out quang này thì nó là đường sub up và out này. Đấy, chauffeur này. Để các bác có thể kết nối trên sub này. AV thì nhiều cổng lắm, đây, một loạt các cổng này. Phía dưới nó có khoảng hai cổng dè này. Đấy. AV có 2 4 5 cổng thì là nó có tới 3 cổng vào và 2 cổng ra nhá. Đấy, sau này vị của bác là làm giải mã thì quá ngon, thoải mái cắm. Em và anh em. Công suất của máy là bao nhiêu đây ạ? Công suất 48 các bác nhá, điện là 100V. Đấy. Về máy thì dàn chạy full chức năng các bác nhá, chạy full chức năng luôn. CD, MD. Đấy, rồi đường quang. Đấy. Nói chung là trên một con máy này thì nó chạy hoàn hảo hết toàn bộ các chức năng. Đấy, tuy nhiên thì em không bao chạy tức là không bao chạy cái phần CD và MD và test thêm rồi nhá. Đấy thì em test thêm cho nó vui thôi, chứ không phải mở tỏ gì cái CD MD. Đấy, còn bán chủ yếu là cái phần công suất cũng như là kết nối smartphone và máy tính TV. Đấy. Đấy, về cơ bản thì em thử test các thứ thì vẫn chạy ok. Đấy, đem sẽ mở CD cho các bác thấy này. Đấy thì vâng, giá của cái bộ này nhá, X7 ghép loa B7 chạy full chức năng, vâng, giá là 2 triệu, vâng, giá là 2.350.000. Đấy thì anh em nào đang có nhu cầu về cái dòng dàn Nhật bãi mini mà lại chạy được full chức năng như thế này thì alo ngay cho bên Nguyên Audio qua số điện thoại là 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682 nhá.
Đỉnh cao luôn. Thế 2, 3, 5. Đấy. Thế đây là CD nhá. Tiếp tục em sẽ thử tiếp cái MD cho các bác này. Đấy. Tiếp tiếp cái MD cho các bác. Lách bài cho con lách ở đây nha. Trời mưa nhẹ nhẹ trên cành hoang mơ, em đi lặng lẽ không tan mơ mờ. Em muốn đi tìm giọt nắng giọt mưa qua ngõ nhà anh. Ngày xưa hẹn hò mỗi lần anh qua, hoa bay đầy ngõ đợi chờ hai đứa vui đùa. Đẹp nhất ngày mưa, tình nhất trời mưa. Nhưng rồi hôm nay vắng bóng anh chờ, em qua đường này vắng bóng anh chờ. Hoa chẳng còn đầy người xưa đâu thấy, mưa lạnh đôi mơ. Vâng nhá, vừa rồi nó test xong cho các bác các chức năng rồi. Đấy thì mọi cái thông tin chi tiết thì cứ liên hệ trực tiếp cho em qua số 0966 594581 hoặc số 0979 891682 nhá. Vâng, em xin chào các bác và hẹn gặp các bác tại video tiếp theo bên em nhá.